Ông Bùi Tiến Dũng đã có 7 phút thi đấu trước Bình Dương FC, qua đó mở ra cơ hội bắt chính ở vòng đấu kế tiếp khi tiếp đón câu lạc bộ Hà Nội FC cũng như những cầu thủ Hùng Dũng, Quang Hải. Thủ môn Bùi Tiến Dũng gần như cạn cơ hội bắt chính trong trận Thành phố Hồ Chí Minh gặp Bình Dương vì thủ môn Thanh Thắng chơi quá hay trong ngày gặp Đà Nẵng. Thanh Thắng có ít nhất 3 lần cứu thua giúp Thành phố Hồ Chí Minh ra về với 1 điểm. Ở trận Thành phố Hồ Chí Minh gặp Bình Dương, Thanh Thắng tiếp tục bắt chính, còn thủ môn Bùi Tiến Dũng dự bị. Sự cố xảy ra ở phút 87, Thanh Thắng va chạm với Edison nên gặp chấn thương. Trước đó, thủ môn người Đồng Nai chơi rất hay với nhiều lần lao ra chuẩn xác để giải nguy cho đội nhà. Huấn luyện viên Trần Minh Chiến đã hay Bùi Tiến Dũng vào sân 2 phút thi đấu chính thức và 5 phút bù giờ là khoảng thời gian đầu tiên của Bùi Tiến Dũng ở V-League 2022. Nhưng quan trọng là thủ môn Thanh Thắng bị chấn thương, cơ hội đến tay của Bùi Tiến Dũng. Vấn đề là thủ môn Sứ Thanh sẽ tận dụng cơ hội này ra sao để khẳng định tài năng. Vận may khác của thủ môn Bùi Tiến Dũng là Phạm Văn Cường vừa bình phục sau khi nhiễm Covid-19. Đó cũng là lý do huấn luyện viên Trần Minh Chiến chọn Bùi Tiến Dũng thế chỗ thủ môn Thanh Thắng bị chấn thương. Tất nhiên, Bùi Tiến Dũng vui thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lại buồn, họ đang mất hữu hành giỏi nhất, còn đối diện với nỗi lo ở khung gỗ. Ở vòng tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cuộc đối đầu với Hà Nội FC của những Hùng Dũng, Quang Hải, Di Mạnh. Đó là thử thách cực lớn đối với thủ môn Bùi Tiến Dũng, bởi anh hay mắc sai lầm và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thường thua đậm trước Hà Nội FC.